Buổi tiệc cuối cùng mọi người sẽ mang hàng về. Ai muốn mang nhiêu mang. Tôi. Lấy về ăn đi nha. Lấy về cho con heo ăn. Con heo đâu nhà có nuôi. Đồ ăn còn dư quá trời luôn. Rồi tạm biệt. Chúc mừng sinh nhật gì? Dạ. Cảm ơn con. Dạ.